Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng tô bức tranh về chú nhím này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô đám mây màu xanh. Sau đó tô lá cây. Tô quả màu đỏ. Sau đó tô cả cây nấm. Phần thân bên dưới mình sẽ tô màu nâu. Lá này bị héo, rụng nên là mình sẽ tô màu nâu. Bây giờ sẽ tô con nhím màu ghi. Bên trong này mình tô màu hồng. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.